Vào mỗi dịp trung thu, tất cả các nhà trong ngôi làng này đều treo một chiếc lồng đèn đỏ trước cửa. Điều này bắt đầu từ một câu chuyện rất đáng sợ, câu chuyện về quỷ đỏ. Ở một ngôi làng nằm sâu trong núi, người ta vẫn luôn truyền tai nhau câu chuyện về quỷ đỏ. Nơi rừng thiêng nước độc như thế này không thiếu những chuyện tâm linh, nhưng quỷ đỏ vẫn luôn là một thế lực kỳ bí, khiến nhiều người rùng mình khi nghe đến. Quỷ đỏ là linh hồn của những con thú vật sống trong rừng. Khi bị săn bắn và chết trong đau đớn, chúng nảy sinh lòng căm hận loài người. Rồi nỗi căm hận ấy biến những linh hồn kia thành một thứ có hình hài kỳ dị, toàn thân đỏ quạch, giống như hình ảnh của những con vật ấy trước khi chết, đau đớn và tắm trong máu của chính mình. Người ta nói quỷ đỏ một khi bắt được ai đó, chúng sẽ ăn thịt người ấy, hóa thân thành họ rồi sống trọn kiếp làm một con người. Tuy nhiên, cũng như nhiều câu chuyện linh dị người lớn hay kể ra để hù dọa đám con nít, quỷ đỏ cũng chỉ là những thứ tồn tại một cách hư hư thực thực, không mấy người tin tưởng và cũng chẳng mấy ai bận tâm vì họ chưa thấy bao giờ. Hoặc nghĩ theo hướng khác, thì nếu như có một con quỷ đỏ ăn thịt một người và hóa thành chính kẻ đó, thì ta làm gì biết được người đứng trước mình là người hay là quỷ? Vì nếu thế, ai chạm trán với quỷ đỏ rồi thì làm gì còn mạng để quay về kể lại. Nhưng rồi một ngày, quỷ đỏ đã xuất hiện. Vài người thợ săn trong làng do mải mê đánh bẫy, đến khi trời chập tối mới trở về nhà, đã nhìn thấy một sinh vật kỳ dị màu đỏ đứng nấp sau những thân cây. Cũng có vài đứa trẻ chơi đùa vào buổi tối cạnh rừng, đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng màu đỏ chạy trong rừng. Sau đó, ngày càng nhiều người nhìn thấy quỷ đỏ, và đáng sợ là nó mỗi lúc càng tiến gần lại với làng hơn. Điều này khiến cho người dân trong làng hoang mang hơn bao giờ hết. Một vài người đến hỏi anh Hùng, người được cho là có học thức nhất trong làng. Anh ấy đã rời làng đi ra ngoài học vài năm và vừa mới trở về thời gian gần đây. Anh Hùng nói rằng trong quá trình học tập, anh đã may mắn được nghe về quỷ đỏ và cách để xua đuổi chúng. Theo như anh nói, bây giờ đã đến trung thu, là thời điểm thiên thời địa lợi để quỷ đỏ xuất hiện. Khi còn sống, các con thú rất sợ lửa. Chính vì thế, mỗi nhà chỉ cần treo một chiếc lồng đèn màu đỏ trước nhà, thì quỷ đỏ sẽ tuyệt nhiên không thể bước vào nhà đó. Điều này cũng là lý do mà kể từ khi trở về, anh vẫn luôn treo một chiếc lồng đèn trước cửa. Dân làng nghe thế thì vội vàng làm theo. Trước nhà ai cũng đều treo một chiếc lồng đèn màu đỏ, sắc đỏ đung đưa trước gió, tựa như những đốm lửa trong đêm. Bé Nhân là một đứa trẻ mồ côi trong làng. Khi thấy vậy thì cũng muốn làm một chiếc lồng đèn để treo trước nhà nhằm xua đuổi tà ma. Ngặt một điều, giấy đỏ trong nhà của nó đã hết. Từ ngày cha mẹ chết để lại bé Nhân một mình, tiền nong cũng đã cạn kiệt. Trong làng ai ai cũng đã treo lồng đèn đỏ trước nhà, chỉ mỗi nhà nó là không có. Điều này khiến bé Nhân sợ hãi lắm. Nó lại nhớ đến những lời mà anh Hồng nói là thú vật thường rất sợ lửa. Nếu vậy, thì nó làm lồng đèn bằng giấy thường, chỉ cần có lửa bên trong là được. Nó là làm, bé Nhân vội vàng chắp vá một chiếc lồng đèn sức xẹo, rồi treo lên. Sau đó, quả đúng như anh Hồng chắc chắn, bé Nhân không nghe ai nói mình gặp phải quỷ đỏ nữa. Nhưng mà, nó vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ lắm. Những người trong làng cư xử khá kỳ lạ. Họ dè chừng và nhìn bé Nhân bằng những ánh mắt khác lạ, khiến nó cảm thấy như mình là một kẻ lạc loài. Khi anh Hồng đến nhà bé Nhân và nhìn thấy chiếc lồng đèn trước cửa, anh đã vô cùng sửng sốt. Anh ấy nói với nó rằng việc là kẻ khác biệt trong một cộng đồng chính là điều đáng sợ nhất và cũng là điều cô đơn nhất. Thật kỳ lạ, tại sao anh Hồng lại nói như thế? Chẳng lẽ chỉ vì chiếc lồng đèn của nó có màu sắc khác biệt hay sao? Anh Hồng nói tiếp, quỷ đỏ sở dĩ có tên như vậy, ngoài việc hình dáng của chúng có màu đỏ ra, thì đỏ là màu sắc duy nhất mà bọn chúng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Những chiếc lồng đèn màu đỏ không hề là vật xua đuổi, ngược lại, đó chính là vật dẫn đường. Anh còn nói, trước đây, khi anh đang lang thang trong rừng, bỗng nhiên bắt gặp một chàng trai đi từ bên ngoài vào làng. Trên tay gã cầm một chiếc lồng đèn màu đỏ. Gã ta tên là Hồng, và chẳng bao lâu sau, gã đã nằm trong bụng của anh. Anh hóa thành gã, hóa thành anh Hồng. Lúc này, khi kể xong, mắt anh Hồng bỗng đỏ quạch lên, như một đốm lửa trong đêm, như một quỷ đỏ.